Từ ngày 16 tháng 12 đến nay, nhiệt độ trung bình trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ 8 đến 13 độ. Trước diễn biến thời tiết, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Hồ chỉ đạo các đơn vị trường, nhất là trường có học sinh bán trú, đảm bảo chăn ấm, nước uống nóng cho học sinh, chú trọng chất lượng dưỡng chất trong khẩu phần ăn, giúp học sinh có sức khỏe tốt, trang bị hệ thống cửa chắn gió lùa, đủ ánh sáng trong lớp học, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hướng dẫn cách phòng chống các dịch bệnh, mặc quần áo ấm, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả các lớp nhà trường đều được trang bị các cái rèm để giữ ấm cho học sinh trong quá trình thời tiết mùa rét. Đối với học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường đã đi vận động các nhà hảo tâm để bố trí xin cho các em có đủ áo ấm. Đối với các em ở nhà xa thì nhà trường đã xin được các cái nhà hảo tâm được xây dựng cho các em 3 cái nhà ở bán trú để đảm bảo trong quá trình thời tiết rét đậm rét hại thì các em vẫn có đảm bảo được lên lớp. Đối với chương trình thời gian học thì dưới sự chỉ đạo của phòng giáo dục thì các nhà trường chủ động cái thời gian ra vào lớp. Nếu thời tiết mà rét đậm rét hại quá thì nhà trường có thể là cho học sinh nghỉ học và đi học bù sau. Trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đối rét cho cây trồng, đàn gia súc gia cầm, hạn chế thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra. Mùa rét này thì không thả trâu bò nữa thì là toàn nhốt với lại đun nước ấm lên để pha nước muối cho trâu bò uống, tăng sức đề kháng cho trâu bò. Thì chủ yếu là chuồng trại là che kín với lại có thêm rơm rạ với lại thức ăn ủ chua để tăng cho trâu bò. Dự báo trong những ngày tiếp theo, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức thấp, nguy cơ xảy ra băng giá tương đối cao. Các tỉnh tăng cường theo dõi sát tình hình dự báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh giá rét. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các tỉnh thành yêu cầu chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài ở Bắc và Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn, phòng chống cháy nổ khi sưởi ấm, chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại từng nơi, chủ động cho học sinh nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống đối rét, dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Tuyên truyền vận động phổ biến cho nhân dân các phương pháp kỹ năng phòng chống rét an toàn hiệu quả, nhất là cho người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em.